cho bánh giúp em nhé. Mọi người đi càng gọn bao nhiêu thì cái phần kem của mình lúc mà mình trà lá nó sẽ càng nhàn bấy nhiêu ạ. Mọi người có thể trà mảng sáng mảng tối tùy mọi người đó, mọi người thấy không ạ? Hoặc mình có thể sử dụng này, màu đậm hơn này. Mọi người thì sử dụng cơm bài cắt luôn. Mọi người nhớ lưu ý là cái sô-cô-la này không được quá nóng. Nó chỉ hơi ấm giống như nhiệt độ cơ thể mình thôi. Nó rơi vào khoảng tầm 36-37 độ. Thì cái bánh này của mình đang lạnh. Bắt đầu mọi người có thể đổ mặt này.